Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Kim Anh sẽ nói về cái vấn đề của Phong Nhi. Thì theo quan niệm mà nghiêng về tâm linh nó thì cho rằng con người mình thì gồm có hai phần, thứ nhất là phần linh hồn và thứ hai nữa là phần xác. Cái phần linh hồn á thì nói chung là gọi là cái phần hồn, còn cái phần xác là cái cơ thể của mình á, như là gồm có chân tay mắt mũi miệng tóc đầu vân vân. Thì sau khi con người mình chết đi thì cái phần linh hồn này sẽ tách ra cái khỏi cái phần xác, và cái người này thì còn lúc mà tách ra khỏi cái phần xác rồi thì cái phần này gọi là cái phần vong. Vong ở đây thì nó có rất là nhiều loại vong, nhưng mà trong đây thì Kim Anh sẽ hướng dẫn nói về cái vấn đề là vong nhi. Thì vong nhi á là ai và cách nhận biết vong nhi như thế nào? Nói về vong nhi là những vong mà không có được sự sinh ra, không có được cái cuộc sống của con người, tức là không có được sinh ra và được lớn lên. Vong nhi là những cái vong mà bị cha mẹ bị bỏ rơi bằng hình thức là phá thai, nạo thai, hoặc là vô tình người mẹ bị sảy thai. Thì đa số các bé này hình thành trong 3 trường hợp. Thứ nhất là bé mượn cửa, thứ hai nữa là bé bị oan, và thứ ba nữa là bé bị tới số. Thì trường hợp thứ nhất á, cho thấy là trường hợp mượn cửa. Mượn cửa ở đây thì có nghĩa là các bé này có tâm nguyện từ tiền kiếp đi hậu cần sớm, cho nên là các bé có thể mượn cửa của mẹ để khi mà các bé được sinh ra khỏi cơ thể của người mẹ rồi á, thì là các bé này giống kiểu là kiếp trước của các bé là các bé tu tích đức rất là nhiều, cho nên mà khi mà các bé được ra khỏi cửa mẹ thì linh hồn của các bé sẽ được bề trên đưa đi để đi học và tu tập, và sẽ giao cho một cái nhiệm vụ nào đó. Thì nói chung trên ơn trên ban cho thì bé này có thể, thứ nhất là bé rơi vào được cửa Phật, thứ hai là bé có thể rơi vào cái cửa Thánh, và thứ ba nữa là bé rơi vào cái cửa Mẫu. Thì trường hợp này các bé sau khi mà tu tập thành tựu rồi á thì sẽ quay lại phù hộ cho bố mẹ mình hoặc là người thân của mình về con đường an lộc tài lộc, và làm việc nghiêng về cái phần tâm linh. Trường hợp các bé này thì chỉ theo độ bố mẹ thôi chứ không có đòi hỏi một cái lễ vật nào hết. Tuy nhiên tỷ lệ mà các bé vong nhi này mà mượn cửa thì rất là ít trong cái trường hợp mà sảy thai. Trường hợp thứ hai là nói về cái vong linh bị mất do tới số. Thì đây là trường hợp mà các vong linh này từ trong tiền kiếp á, là đã bị tội rất là nhiều, cho nên không có được đào thai thành một con người và có được kiếp sống của con người, như là không có được trải qua sinh lão bệnh tử một cách tự nhiên, mà các bé này sẽ bị làm, thứ nhất là bị sảy thai, hoặc là có thể là bố mẹ bỏ thai. Thì trường hợp này các bé thật là tội nghiệp ha. Trường hợp này các bé rất cần cái sự quan tâm của cha mẹ cũng như cái người thân của mình. Thì các mẹ và các người thân của mình cố gắng cầu nguyện siêu độ cho bé để bé sớm thoát khỏi được cái nghiệp, cái tội của mình, và sớm được đi siêu thoát để chuyển kiếp thành một kiếp người khác, hoặc là sám hối cho các bé thì rất là tốt. Còn trường hợp nữa là các bé bị oan, thì trường hợp này đáng ra là các bé sẽ được sống một cuộc sống như con người của mình nhưng mà do cha mẹ đã vô tình bỏ rơi phá thai, thì trường hợp này cha mẹ mình phải gánh chịu một cái hậu quả rất là nặng. Nói về mà các bé hiền á, thì cha mẹ không có sao, nhưng mà nói về các bé mà có tâm tính oán hận hoặc là giống kiểu là oán hận quá thì đâm ra là các bé quay qua, các bé sẽ hành giống kiểu là sẽ hành cha mẹ mình, hành những người thân của mình, hoặc là hành chính những ai là tác nhân làm cho bé không có được cuộc sống kiếp của con người trên trần đời. Thì trường hợp này các mẹ là cần phải là sám hối cầu nguyện nhiều, và là xin xin giống kiểu là cửu quyền gia tiên á, theo gia hộ cho bé, mà tốt là nên làm lễ cầu siêu, làm lễ cho các bé. Khi mà các mẹ bỏ bé thì đi xem bói xem thầy rồi thì là giống kiểu các thầy rồi sẽ báo cho các bạn là các bạn đang có sự hiện diện của Phong Nhi đang theo mình. Thì trường hợp này á thì các mẹ nhớ cần quan tâm ha, cần quan tâm, cần lo lắng nhiều nè. Còn mà nói về trường hợp mà
Các bông nhi theo theo mình á thì nó biểu hiện như thế nào? Thì thứ nhất á, vì sao mà các bông nhi theo mình? Giống y như là trong trường hợp mình vô tình hay cố ý bỏ bé thì bé sẽ theo mình, hoặc là hữu duyên ba mẹ mình, hoặc là anh chị em người thân của mình trong gia đình của mình nó bỏ rơi bé, nhưng mà bé hạp căn hạp mạng với mình thì bé sẽ theo mình, hoặc là khi mà bỏ rơi bé thì đã có sự hiện diện của mình thì bé cũng sẽ theo mình, là thứ nhất. Và thứ hai nữa là trong cái trường hợp mà giống kiểu bé là người bỏ rơi nhưng mà là do người ngoài bỏ rơi, không phải là thân ruột của mình, nhưng mà do mình hạp căn hạp mạng với bé, bé cảm thấy hạp căn hạp mạng với mình thì bé cũng sẽ đi theo mình. Thì mặt này giống như mình làm một việc phước nè, mình cố gắng mình cũng đặt tên đặt tuổi cho bé và có thể nhận bé làm con nuôi để mình cầu siêu sám hối cho bé, để bé được sớm siêu thoát hơn, thì đó là mình cũng làm được một việc phước. Những người mà có vong nhi đi theo á, thì thường biểu hiện như là đau vai một bên nè, mỏi cổ, đau lưng, vào cái dạng mà chập chiều tối á, thì hay bị cái tình trạng này. Thì do là các bé giống kiểu là theo mình, nó các bé dựa dẫm hoặc là các bé đeo trèo lên người mình rồi vậy đó, thì cho nên là cảm giác của người mình là cảm thấy là nhức mỏi, đau vai gáy, đau cổ, đau vai, là do các bé này không có nơi nương tựa hoặc là không có một cái người nào chỉ đường dẫn lối gì hết, cho nên là bé cứ đi theo bám ba mẹ hoặc là theo bám những người mà bé cảm thấy là hạp căn hạp mạng á. Nhưng mà khi mà bé mà đã đeo theo mình như vậy dần dần á, thì ở bên cái người của mình á thì cho thấy là bé là người âm mà mình là người dương, cho nên là bé sẽ bào mòn dần và lấn áp dần cái dương khí của con người mình đó, tạo ra cái một cái nghiệp chướng, đó là bé đã mang một cái nghiệp chướng rồi, và bé theo mình như vậy thì làm cho con người mình nổi sưng nổi si lên, sức khỏe của mình nó thì nó bị giống kiểu là bị suy giảm rồi, bị kém đi, và mọi việc làm của mình nó cũng đều bị xấu đi, từ công việc làm ăn cho tới vấn đề sức khỏe hoặc là tình cảm gia đình gì cũng vậy, cũng đều kém, hoặc là gia đình xào xáo này nọ. Cho nên nhiều bố mẹ nói rằng nó cứ nghĩ là khi mà mình bỏ con rồi á thì gửi vào chùa á, là thì yên tâm rồi, không có còn cái vấn đề gì nữa. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải hiểu rằng, giống các bậc cha mẹ mình cũng nên hiểu rằng một điều, chùa là nơi của các thầy tu tập chứ không phải là cái nơi ở chính của các cái vong nhi, của các cái vong linh đâu. Trong các chùa thì đều có các hộ pháp chấn giữ, và khi mà các thầy rung chuông gõ mõ rồi thì kinh Phật vang lên rồi thì tất cả các thần linh hộ pháp á đều sẽ về chấn giữ và gìn giữ kinh tạng của nhà Phật, cho nên không có được một cái vong nào mà bước ra bước vào hoặc là quấy rối quậy phá gì hết á, mà phải ngồi nghiêm túc. Vì vậy mà khi mà các bạn gửi bé lên chùa thì nói chung là chỉ là các bé không có được ở trong chùa đâu ha, mà chỉ ở vương vào những cái cành cây ngọn cỏ hoặc là ở xung quanh chùa đó thôi, chứ không có được vào trong đâu. Chừng nào mà cho đến khi các sư thầy cúng cho chúng sanh á, thì lúc này các bé sẽ được vào hưởng, mà hưởng xong rồi thì lại là đi ra. Cho nên ở đây á, thì nói chung xung quanh cảnh chùa thì các bạn cũng biết rồi, có rất là nhiều thập loại cô hồn. Cho nên là ma cũ ăn hiếp ma mới, cho nên các bé ở đây rất là tội nghiệp ha. Như là ma cũ thì ăn hiếp ma mới này, người lớn thì ăn hiếp kẻ nhỏ, cho nên là các bé ở đây tội nghiệp lắm. Nói nôm na thì các bé nói chung là ăn mày cửa Phật đó, cho nên nhiều bé đâu có chịu được cái cảnh ở lại đâu, cho nên là các bé lại quay trở lại về nhà đó, thì tìm cha tìm mẹ, tìm lại những cái người mà trước đây bé đã từng theo, thì các bé lại tiếp tục theo như vậy. Cho nên nhiều bố mẹ nói chứ tại sao mà tôi đã gửi con vào chùa rồi mà sao cô lại nói là vẫn thấy các cháu, thì đó là nguyên nhân và là lý do là như vậy ha. Tại nói đừng có nói gì tới là những vong nhi, mà ngay cả hiện tại mình cũng vậy, như là mình vào chùa mình ở 5 bữa 3 bữa thì được, chứ mà mình ở lâu dài thì không thể nào mình ở được hết, cho nên là các bé này cũng vậy nha. Còn mà nói về mà tại sao mà các vong nhi theo phá quấy mẹ quấy rối bố mẹ của mình á, thì cái điều này là có thể giải thích như thế này. Trường hợp mà bé quấy phá nhiều nhiều cha mẹ ở đây á, là do là vì người cha người mẹ của mình khi bỏ rơi bé quá là vô tâm đi, mình bỏ mặc bé rồi mình không quan tâm bé, không mảy may suy nghĩ về bé, hoặc là giống kiểu mình đã gửi đi rồi, mình đã bỏ đi rồi thì mình không cần phải quan tâm lo lắng gì nữa, thành thử ra là
Các bé đang giống kiểu là oán trách hoặc là tự trách bản thân mình tại sao lại bị như vậy và tại sao mẹ mình lại đối xử với mình như vậy. Đó, giống y như giả sử giờ bạn đi ra ngoài đường thì là cái vong nhi này đi theo bạn, thì đi theo bạn đi suốt trên đoạn đường đi của bạn cho đến lúc khi bạn trở về nhà, thì bạn hiển nhiên là bạn được bước vào nhà một cách đàng hoàng tử tế, nhưng mà cái vong nhi này thì lại không được vào nhà, chỉ ở vất vả ở ngoài sân, ngoài cửa và đói khát lạnh lẽo. Thì cảm thấy là mình bị tủi thân hoặc là bị giống kiểu mình bị oán, mà đâm đâm lên cái nỗi oán hận sân si trong người, tại sao mình cũng là con, những người trong gia đạo cũng là con, mà sao những người trong nhà thì được cơm no áo ấm, được mua sắm cái này cái kia đầy đủ vật chất, trong khi mình bản thân mình cũng là con mà mình không được một cái vật gì hết, không có được sự quan tâm của bố mẹ. Thì cho nên bé nghĩ như vậy á, thì giống kiểu là bé đâm ra bé oán hận, mà bé càng oán hận ra thì cái giống kiểu là cái nghiệp của bé nó lại càng nhiều. Khi mà bé oán hận rồi thì bé quay sang bé quậy phá mình, như là bé quấy rối cái này, bé quấy rối cái kia, thì đâm ra cái nghiệp của bé nó càng nặng. Mà cái nghiệp của bé nó nặng như vậy thì giống kiểu nó làm cho không biết là bao giờ mà mới trả được cái nợ. Giống cái nợ này nó nợ giống kiểu là bé là trở thành một người con bất hiếu á, quậy cha phá mẹ đó, là trở thành một người con bất hiếu thì trở thành có cái nghiệp nặng hơn. Cho nên vì những lý do này, tốt nhất là các bạn mà khi mà đã vô tình hay cố ý bỏ rơi bé rồi thì quan tâm tốt, cố gắng quan tâm lo lắng cầu nguyện sám hối và đặt cho cháu một cái tên. Dù là mình vô tình hay cố ý cũng vậy, mình đặt cho cháu một cái tên. Nhưng mà nhắc các ba các mẹ cũng nên nhớ điều này, khi mà mình đặt tên cho con của mình, dù là con mình không có được tồn tại trên cõi đời này nữa, thì cũng cố gắng đặt cho cháu được một cái tên đẹp, chứ đừng có đặt cho cháu như là vô danh, rớt, rơi, bỏ, thì tội nghiệp cho cháu lắm. Cháu rất là thiệt thòi, cháu thiệt thòi đủ thứ rồi, cho nên là mình cố gắng đặt cho cháu một cái tên theo họ, có họ của ba, có một cái tên đẹp, thì tự nhiên cháu cảm thấy được ấm lòng của mình hơn. Như là cũng mình đã ra vậy thì mình cũng có được sự quan tâm, có sự chăm sóc của ba mẹ, cũng có sự quan tâm của ba mẹ nhiều, và ba mẹ cũng đã đặt cho mình được một cái tên đẹp đó, thì bé cảm thấy là mãn nguyện. Mà khi bé cảm thấy mãn nguyện rồi á, thì là tâm tính của bé nó trở nên là hiền từ đi, và bạn cố gắng gửi cho bé đi tu học đó, gửi cho bé đi tu học để cho bé được nghe kinh nghe pháp, tinh tấn minh mẫn sáng suốt ra, thì cuộc đời của bé nó sẽ sớm được siêu sanh, và giống kiểu là sớm được siêu sanh và sớm được đi đầu thai một kiếp khác, là một con người, là một con người ở tương lai nó được sáng sủa hơn đó. Thì bé được chuyển kiếp rồi, hoặc là hữu duyên bé tu tập được thành tựu rồi, thì bé sẽ quay lại phù hộ gia hộ cho gia đình của mình được bình yên, sức khỏe êm ấm hơn. Cho nên là Kim Anh cũng khuyên nhắc những bậc cha mẹ mình đã vô tình hay cố ý thì mình cố gắng ha, chứ nói về cái vong linh này thì nó rất là tội nghiệp và cũng rất là cần cái sự quan tâm chăm sóc của cha của mẹ mình nha. Đó, thì hôm nay Kim Anh chỉ giải thích như vậy thôi ha. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.